trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, không ít lần doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh vì tăng vốn, giảm vốn hoặc thông tin của doanh nghiệp. Khi tiến hành đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh, gặp bất kỳ gặp khó khăn nào thì hãy liên hệ với chúng tôi. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi giấy phép doanh nghiệp cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trên cả nước. Vì vậy, ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ cung cấp đến quý vị một số thông tin cần thiết trong quá trình thay đổi giấy phép kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua một số nội dung đáng chú ý sau đây. 1. Thế nào là thay đổi giấy phép kinh doanh? 2. Các trường hợp đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh. 3. Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh. Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh là việc doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy định của luật doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do. Ngoài ra, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài thực hiện theo trình tự thủ tục sau đây. Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của trọng tài có hiệu lực. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới theo nội dung bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của trọng tài có hiệu lực. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do. Đăng ký thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh trong các trường hợp sau: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, đối với thành viên hợp danh là công ty hợp danh, đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, tên, mã số, doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh bao gồm: thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, phụ lục 2.1, thông tư số 2/2019, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Giấy tờ chứng thực cá nhân, công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Thủ tục thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ để chuẩn bị tại phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp trực tiếp tại website Cổng Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia. Trên đây là những thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến các bạn về cách thay đổi giấy phép kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.